Chào mừng tất cả các anh em hồng sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình. Lâu quá mình mới up clip anh em ơi, cả tuần rồi. Cái tuần này bận quá, không có thời gian làm clip cho anh em. Thì hôm nay nhân cái sự có một cái sự kiện đang diễn ra ở bên Super Việt của mình, đó là cái Tiên Sơn Quỳnh Cát có tên là Triệu Vân Hoáng Lôi. Thì cái Tiên Sơn Quỳnh Cát lần này á, nó có một cái món quà mà có một cái món đồ cực kỳ quan trọng, đó chính là cái hồng khải anh em. Cái hồng khải này dành cho hệ phụ trợ. Nhưng mà thật sự nói với anh em luôn là cái hồng khải này muốn lấy nó chua lắm. Nó phải tới 500, bảo hiểm nó nằm ở móc 500 là anh em. Đó. Mới nhận được một cái hồng khải. Thì khi mà anh em nhận được cái hồng khải này rồi á, là anh em cũng sẽ đủ điểm. Đủ điểm để anh em đổi luôn cái hồng khải thứ hai luôn. Đây. Đây 500 lõi nè anh em. Cần tiêu hao 500 nè, là anh em sẽ lấy được miễn phí. Nó ghi chữ miễn phí ở đây nghe. Nghe là thử cho chứ sợ là anh em tốn tới 500 thì vừa đúng cái mức bảo hiểm này luôn. Vừa đúng cái mức bảo hiểm này luôn là anh em, nghĩa là anh em ăn bảo hiểm cái này là anh em chắc chắn anh em sẽ có được hai cái hồng khải để anh em lên được 20 vạn luôn. 20 vạn luôn. Thì theo như thông tin mà mình nhận được từ các ad top trong server của mình đang chơi là server Long Tôn Trăm Năm, từ bạn bạn xỉn có ạc là tên là Big Mao, bạn Hoàng tên là Hoàng Good Boy, và một người ạc top ở bên Long 206 là Viêm Đế, chính là bạn Vinh. Thì cả ba đều xác nhận là bây giờ muốn chơi cái này mà anh em ăn bảo hiểm á, thì anh em phải tốn tổng cộng là 5.2 triệu tiền mặt và 7.000 kim cương nha. Anh em mình nhắc lại là tổng cộng tiền tốn là 5.2 triệu tiền mặt, tiền tươi và 7.000 kim cương. Rồi, là thông tin mình cung cấp cho anh em. Còn anh em có muốn chơi hay không thì anh em có liệu sức mà lấy. Tại cái hồng khải này tương lai nó sẽ có quay lại nha anh em, nó sẽ có quay lại và nó sẽ chắc nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà thời gian quay lại thì không chừng nào thì mình không biết. Có thể là khoảng một thời gian sau. Còn anh em nào mà ạc top muốn đua top thì nên lấy thì anh em cứ lấy. Tuy nhiên là nó sẽ rất là ngon. Rồi, bây giờ mình giải thích luôn cái hồng khải cho anh em nha. Cái hồng khải này nó sẽ cho anh em hai cái lỗ nữa, hai cái slot ở trên cái chỗ mà đeo hồng cốt. Thì anh em nào đã chơi cái hồng khải của cường công rồi anh em đã biết. Thì ví dụ như ở đây, nó ví dụ như ở đây đi, thì anh em sẽ đeo cái hồng khải vô đây đúng không? Anh em vô đeo đây thì anh em sẽ có thêm hai cái slot, hai slot đây. Thì anh em sẽ đeo được bất cứ cái gì luôn, nó không có giới hạn nên là phải đeo thân, tay, chân, đầu gì anh em muốn đeo gì đeo, thoải mái. Đeo gì đeo. Rồi thì nếu mà đeo được á, thì mình có gợi ý anh em là nên đeo cái tay cho đeo cho con Thiên Đồ Lưu, và đeo cái tay này nè anh em để nó tăng cái HP. Anh em đọc đi ha. Khi bắt đầu chiến đấu là phòng ngự và hết hàng HP của toàn thể Veta tăng vĩnh viễn là 30.72%. Riêng bản thân cái người mà đang đeo á, sẽ được nhân đôi. Tức là con như Thiên Đồ Lưu đang đeo cái cốt này á, thì sẽ nhân lên là khoảng là gần là 61%, em tính cho chẳng cái gì ha, 61%. Đó. Thì bây giờ cái hồng khải này mình đi sâu vào nó như chút xíu cho anh em luôn. Rồi. Đây nó ghi nè. Đã thành khải giáp rồi. Nếu mà anh em lấy một cái, là anh em sẽ mở khóa cái bộ Lam Ngân Hoàng và Huyễn Cảnh Ký Tuệ, tức là hai cái bộ này là luôn cả cái bộ U Minh Hầu là ba cái bộ này là ba cái bộ ESR. Đó là anh em có sẽ đeo được ba bộ này, bất cứ một bộ phận nào chi thân đầu gì cũng được cả ha. Rồi nếu anh em lên 20 vạn thì anh em sẽ mở khóa được ba bộ SP luôn. Đây là hai bộ thường nè, nguyên võ chi chủ mê điệt nè ha, chứ một bộ hiếm là bộ Bát Hoang. Đó thì cái tay hồi nãy mình nói là nằm cho bộ Bát Hoang đó anh em. Nói chung là khi mà anh em đã ăn bảo hiểm cái này rồi là chắc chắn anh em cũng sẽ lấy được miễn phí cái còn lại, là anh em chắc lên được hai mươi vạn luôn đúng không? Chẳng lẽ giờ anh em ăn bảo hiểm 500 rồi anh em không lấy cái còn lại, ngoại trừ một trường hợp là anh em quá hên, anh em không ăn bảo hiểm mà anh em chỉ mở khoảng chừng 100-200 lần là anh em ra cái này á, thì cái anh em mới chỉ được có 10 vạn thôi. Anh em mới không được 20 vạn, ngoại trừ anh em chơi tiếp. Đó. Thì tình hình là như vậy. Và món đồ trong cái lần rút mà chơi cái này á, là anh em sẽ có xác suất cũng có bảo hiểm luôn đây, cứ 30 lần là anh em được cái hồng hoàng này. Anh em được chọn nha, được chọn một trong những cái món quà này. Thì qua cái sự kiện sinh nhật 2 tuổi á, vừa diễn ra thì
đa số nha, nếu anh em mà biết chơi và biết lựa chọn là anh em đã được 20 vạn, thậm chí là 40 vạn cái hồng hoàng con ngựa này rồi, đúng không? Thì anh em sẽ chọn những cái món còn lại. Như anh em thiếu nội đan, anh em thiếu cái sáng hay nội đan này thì anh em sẽ chọn, còn không thiếu cái nào thì anh em cứ chọn ha. Rồi ở mốc cứ 200 lần anh em sẽ nhận được cái hồng cốt SP tự chọn này. Đây, hồng cốt thân 4 sao hoặc là 6 sao của hệ SR mà này là hệ hiếm. À, cái này rất là ngon nha anh em, tại vì sự farm cái này khó, farm cái này không hề dễ. Mà với cái tình hình mà đập cốt như hiện tại á, thì mình cảm giác là đập cái cốt SP nó lên 6 sao dễ hơn cốt SR rất nhiều luôn. Nó thật. Cái này nó ngoài trừ mình anh em S cỏ là anh em đập hên xui đúng không? Còn bên SP anh em vẫn còn có thể kiếm tố tinh để anh em lên được 5 sao, 6 sao chứ tỷ lệ là 100%. Đó. Rồi, bên cạnh đó anh em có thể kiếm được hồng lõi, cốt lõi là cốt thân hay cốt đầu. À, của tất cả các hệ luôn nha, cả hệ thường lẫn như là bên cái bộ hiếm nè. À, rồi à, cứ 100 lần anh em sẽ nhận được quà tinh thần tự chọn là cái này. À, đây là những cái cỏ dành cho cả SR lẫn SP nha anh em. Rồi thì còn cái này là em hên xui, cứ ra là ra nha, chứ không có bảo hiểm. Những cái món đồ còn lại thì anh em biết rồi, quà thì cũng được thôi, chứ cũng nói chung là có cốt là thấy cũng ngon rồi. Thì anh em nào nhắm lấy sức mình chơi được thì chơi. Đó, mình nhắc lần nữa là muốn chơi được full sự kiện này anh em phải tốn tổng cộng là 5.2 triệu tiền mặt, à Việt Nam đồng anh em, và 7.000 kim cương. Đây đấy, anh em cứ nhắm sức mà chơi. Còn mình thì mình tất nhiên là không chơi nổi rồi không có đủ sức chơi này mà. Rồi à, cái clip này mình chúng mà đơn giản vậy thôi, để anh em mình review sơ cho anh em, với lại cung cấp thông tin cho anh em là muốn chơi sự kiện này tốn bao nhiêu tiền. À rồi đó anh em thấy không, và anh em khi quay thì anh em cũng thấy thêm được à, cứ anh em mở bí tàng thì đó, anh em nào chơi cái này thì quen quá rồi, cứ mở thì tích lũy thì sẽ nhận được quà thêm thôi đó, anh thấy không. Rồi lâu quá không làm clip nên hôm nay làm cái clip này để hầu như là cũng up lại cho anh em đừng quên kênh của mình rồi hy vọng là tương lai sẽ có nhiều những cái clip khác, mà những cái sự kiện khác mình sẽ làm và mình review cho anh em. Mình cũng sẽ tính làm một cái clip về combo kiếm SP đi chung với con Theo Lu, à để mà mình có thời gian mình sẽ làm cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem đến tận lúc này, hy vọng anh em sẽ thích cái clip của mình và để cho mình một like, một subscribe nếu anh em chưa đăng ký. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Bye bye, see you.